Đằng sau hào quang của Sao Việt là những khoảnh khắc rơi nước mắt. Vì công việc đã nhận lời, vì người hâm mộ, nhiều Sao Việt bỏ mặc sức khỏe để làm việc đến kiệt sức. Đằng sau ánh hào quang đó là một sự lao động miệt mài đến kiệt sức. Những ngày bản thân nghệ sĩ phải o ép mình vào lịch làm việc dày đặc, đến cả thời gian ăn ngủ cũng không có. Thậm chí trên sân khấu, các nghệ sĩ có thể rạng rỡ tươi tắn với khán giả. Nhưng đằng sau cánh gà là sự mệt mỏi và bơ phờ. Ăn uống chớp nhoáng, các Sao Việt luôn hoạt động với lịch trình làm việc có cường độ dày đặc. Đôi khi họ không có quá nhiều thời gian chăm lo nhiều cho bản thân, mà phải nương theo thời gian biểu sát sao để đảm bảo được uy tín và tiến độ công việc mà mình đã nhận lời. Chính vì thế, không phải lúc nào các nghệ sĩ cũng có được bữa ăn thịnh soạn, đầy đủ như nhiều người vẫn tưởng, mà đôi khi có thể chỉ là ổ bánh mì, gói xôi hay ly mì gói ăn vội trong lúc chờ đợi ghi hình ra sân khấu. Bà đau ngủ đó, phí lịch làm việc dày đặc, không có đủ thời gian nghỉ ngơi, sau việc thường xuyên trong tình trạng hết pin khi tham gia các show ghi hình. Nhiều nghệ sĩ phải tranh thủ thời gian lúc thay đổi bối cảnh sân khấu hoặc lúc trang điểm làm tóc để ngủ bù. Từ trong xe hơi, trên máy bay, bàn làm việc hay sàn tập đều có thể trở thành nơi chợp mắt lý tưởng của họ. Làm việc đến kiệt sức và ngất xỉu, với cường độ làm việc không mệt mỏi, các sao Việt từng khiến fan hốt hoảng với những lần nhập viện bất ngờ vì kiệt sức. Có thể kể qua một vài trường hợp như không chịu được thời tiết lạnh giá của xứ Hàn, Isaac kiệt sức phải nhập viện. Trợ lý anh tiết lộ tội nghiệp, ngày nào cũng quay trễ nên kiệt sức. Có hôm còn quay từ 6 giờ sáng hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, mà giữa cái lạnh không độ. Cuối tháng 12, 2015, nhiều fan của Sơn Tùng MTP cũng thấy xót xa khi chứng kiến anh liên tục phải thở oxy sau mỗi màn trình diễn trong live show riêng đầu tiên. Noo Phước Thịnh cũng phải nhập viện do kiệt sức vì lịch trình làm việc quá dày đặc. Khi tỉnh dậy, anh còn hỏi mình đã diễn ở Đắk Lắk hay chưa? Là người khỏe mạnh và thường xuyên chơi thể thao, Tuấn Hưng cũng ngất xỉu khi làm việc quá sức cho phép. Trước khi live show thứ 3 của Bước Nhảy Hoàng Vũ 2016 diễn ra, Khánh My liên tục bị sốt cao do làm việc quá sức. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng tập luyện để hoàn thành phần thi của mình nên mới bị lao lực đến ngất xỉu. Những tin đồn bị thêu dệt. Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, tin tức thất thiệt về Sao Việt đôi khi là miếng mồi ngon của những kẻ lừa đảo. Và nhiều nghệ sĩ trong số đó phải đối mặt những tin đồn dở khóc dở cười. Trường hợp Tina Tình, không những thanh danh bị bôi nhọ, cô còn mất cả vai diễn vì bị kẻ khác hãm hại. Năm 2009, cô từng dính vào tin đồn nhiễm HIV và bị mất vai nữ chính trong Để Mai Tính. Mặc dù sau đó cô đi xét nghiệm và minh oan, nhưng sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Nghệ sĩ hài Chí Chung đã từng bị cho rằng đã qua đời sau khi một trang cá nhân dẫn link từ một bài báo với dòng chú thích hết sức giật gân. Kinh hoàng, nghệ sĩ Chí Chung ra đi vì gặp tai nạn giao thông trên đường. Táo giao thông ra đi vì giao thông, ôi thật không ngờ. Nam danh hài dẫn lại đường link tờ báo này về trang cá nhân của mình với dòng đáp trả hài hước, ơn giời con vẫn khỏe, sợ các bác, các mẹ quá đi. Tháng 3, 2013, ca sĩ Duy Mạnh từng là nạn nhân của một tin đồn đẫm máu trên mạng Internet. Câu chuyện bắt đầu khi cư dân mạng giả mạo của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tung tin ca sĩ Kiếp Đỏ Đen bị giang hồ chém chết ngay trong chuyến lưu diễn tại Đà Nẵng. Bệnh tật khi về già, các nghệ sĩ già ở phía Nam khi không còn gắn bó với cuộc đời nghệ thuật, họ tìm về nương tựa tại chùa nghệ sĩ và viện dưỡng lão. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận còn lại chọn cách sống cô đơn và thậm chí không tiền chữa chạy khi bệnh tật. Mỗi khi Minh Phượng xuất hiện trên sân khấu, bà luôn mang đến những nụ cười sảng khoái cho khán giả. Từ già tới trẻ đều yêu thích Minh Phượng và cười nghiêng ngả trước những tiết mục của nghệ sĩ. Tuy nhiên, đằng sau nụ cười ấy chứa đựng rất nhiều tâm sự. Nữ danh hài biết được mình mắc bệnh tim và khớp, thậm chí vì bệnh tật của mình mà Minh Phượng quyết định không kết hôn, bởi bà nghĩ mình sẽ không thể mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho ai đó. Suốt bao nhiêu năm nay, Minh Phượng cứ bơ đi mà sống, coi bệnh tật như người bạn bên mình và quen dần. Ở tuổi xế chiều, Hoàng Lan lâm vào cảnh trắng tay, không chồng không con, không nhà cửa và bệnh tật hành hạ. Mắt phải của chị đã bị mù và mắt trái cũng chung cảnh ngộ. Gần đây, chị vừa mắc thêm bệnh Parkinson, một rối loạn thoái hóa về cổ hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ, khiến chân tay run rẩy. Hiện tại, nữ diễn viên đang ở trong căn phòng trọ nhỏ hẹp với sự chăm sóc của các em gái. Hoa Mỹ Hạnh
từng là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, được nhiều người mến mộ. Nhưng khi hình thức nghệ thuật cải lương thoái trào, bà lâm vào cảnh khốn khó, đi ở nhà thuê mưu sinh vất vả bằng nhiều công việc khác nhau. Bác sĩ cho biết bà bị bệnh tim rất nặng, cần nghỉ ngơi, tránh xúc động và uống thuốc điều đặn. Nhưng Hoa Mỹ Hạnh thú thật, bà không thể nằm im một chỗ vì còn phải ra đường mưu sinh. Ngoài bệnh tim, cựu diễn viên 62 tuổi còn bị rối loạn tiền đình, huyết áp cao, máu nhiễm mỡ, thận, giãn độc mạch vành. Ở tuổi 70, Mạc Can vừa trải qua cuộc điều trị xuất huyết dạ dày, hậu quả của việc uống quá nhiều thuốc giảm đau để tránh cho việc đau khớp hành hạ. Những ngày nằm viện, ông cũng vẫn chỉ có một mình. Cuộc sống của ông lang mạc nay đây mai đó, không nhà, không cửa, không người thân chăm sóc. Còn rất nhiều trường hợp khác vẫn đang vật lộn với cuộc sống nghèo khổ, bệnh tật, về già như nghệ sĩ Bạch Long, nhạc sĩ Vinh Sử, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Mỹ nhân Việt sống ra sao sau cuộc hôn nhân bị chồng phản bội? Từng đau khổ vật vả vì bị người đàn ông của mình phản bội, cuộc sống hiện tại của Kim Hiền, Lê Phương, Lý Phương Châu khiến không ít người cảm thấy bất ngờ. Lê Phương, cuộc hôn nhân đầu tiên của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan được tổ chức năm 2012. Thế nhưng, ngay khi quyết định đến với nhau, không ít bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã có những dự cảm không mấy bình yên cho cặp đôi này. Quả thật, họ đã trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi, chỉ kéo dài đúng 2 năm. Trong 2 năm ấy, dù có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, song những gì công chúng được thấy là không ít lần vợ chồng Lê Phương công khai tố nhau. Nữ diễn viên sinh năm 1987 thường xuyên than vãn chuyện phu quân vô tâm, không quan tâm chăm sóc vợ con. Đỉnh điểm năm 2015, Lê Phương lên trang cá nhân, thẳng thắn tố chồng ăn bám, bài bạc lăng nhăng. Người đẹp gốc Trà Vinh yêu cầu chồng trả lại số tiền đã mượn trong thời gian chung sống. Cô cho hay bản thân đã phải làm việc cực lực để kiếm tiền nuôi con, trong khi chồng chỉ biết thỏa mãn những thú vui riêng. Thời điểm này, Quách Ngọc Ngoan cũng vướng phải tin đồn ngoại tình với Phượng Channel, một nữ đại gia giàu có. Bởi vậy, dư luận chọn đứng về phía Lê Phương và cho rằng nam diễn viên đã ham vui bên ngoài, bỏ bê gia đình. Cả hai chính thức ra tòa sau đó không lâu. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân nhiều nước mắt, những tưởng Lê Phương sẽ khó mở lòng mình hơn. Song người hâm mộ vô cùng vui mừng khi nữ diễn viên khúc tương tư đã tìm thấy hạnh phúc bên người mới, ca sĩ Lê Trung Kiên, kém cô 7 tuổi. Kể từ khi yêu Trung Kiên, nữ diễn viên trở nên vui vẻ, yêu đời hơn rất nhiều. Cô cho hay, dù ít tuổi song Trung Kiên là người rất chu đáo, biết quan tâm đến mọi người và đặc biệt là anh rất thương bé Cà Pháo, con trai của Lê Phương và Quách Ngọc Ngoan. Mới đây, cặp đôi phi công trẻ máy bay bà già đã tổ chức đám cưới rình rang tại ba nơi. Trên trang cá nhân, Lê Phương không ngại gọi ông xã là người đàn ông cuối cùng của mình. Sau đám cưới, cả hai thường xuyên khoe những hình ảnh hạnh phúc viên mãn lên trang cá nhân. Nhiều người còn khen ngợi, sau khi kết hôn lần hai, Lê Phương trẻ và đẹp hơn rất nhiều. Lý Phương Châu, cuộc tình tay ba nhiều sóng gió của Lâm Vinh Hải với vợ cũ Lý Phương Châu và tình mới Linh Chi từng khiến showbiz nhốn nháo và đến tận hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu nguội tắt. Sau khi cùng Linh Chi thủ vai chính trong bộ phim Găng Tay Đỏ, Lâm Vinh Hải bị vợ cũ tố ngoại tình, vứt bỏ tổ ấm vun đắp suốt 11 năm trời để theo đuổi người mới. Thời điểm ấy, nam vũ công điển trai không lên tiếng nhiều, anh chỉ khẳng định Linh Chi không phải người thứ ba. Bản thân anh thì vô cùng hối hận vì đã kết hôn với Lý Phương Châu. Sau khi mái ấm mà Lý Phương Châu vốn hy sinh cả sự nghiệp tuổi trẻ để vun đắp tan vỡ, công chúng đã vô cùng ngưỡng mộ khi nhìn thấy cô mạnh mẽ đứng dậy sau sóng gió, điều mà không phải người phụ nữ nào cũng làm được. Quyết định nhờ đến thẩm mỹ để bản thân trở nên xinh đẹp, Phương Châu tâm sự với Chí Thức rằng cô làm đẹp là để tự tin hơn trong công việc và giao tiếp, tuyệt đối không liên quan đến chuyện đã cũ. Ca phẫu thuật thành công, Phương Châu ngày nào trở nên xinh đẹp quyến rũ hơn bao giờ hết. Khi câu chuyện có vẻ chìm xuống, đúng vào thời điểm Lâm Vinh Hải và Linh Chi dính tin đồn rạn nứt, Phương Châu cũng bị nhiều đồng nghiệp lên tiếng tố đã ngoại tình trước với Vũ Công Hiền Xến, một người bạn của Lâm Vinh Hải. Giải thích về những đoạn clip quay lại cảnh tình tứ của mình và Hiền Xến, Phương Châu khẳng định cô không ngoại tình, đồng thời vợ cũ Lâm Vinh Hải tiết lộ cô và Vũ Công Hiền Xến đang tìm hiểu nhau 4 tháng nay, chứ chưa chính thức yêu nhau. Mới đây trong một sự kiện ra mắt phim, cặp đôi đã vô tư xuất hiện cùng nhau một cách vui vẻ. Lý Phương Châu cũng cho hay, lùm xùm vừa qua giúp tình cảm giữa cô và Hiền Xến có những bước tiến triển tốt đẹp hơn. Kim Hiền, cuộc hôn nhân của Kim Hiền và DJ Phong từng một thời khiến showbiz Việt chao đảo. Dù đã chung sống 6 năm hạnh phúc và có một cậu con trai kháu khỉnh, nhưng chỉ 2 tháng sau khi tổ chức đám cưới,
Kim Hiền Út Ngạn phát hiện chồng ngoại tình với chính cô bạn thân của mình. Thời điểm ấy, tưởng chừng như bi kịch đã quật ngã nữ diễn viên dốc tình. Thế nhưng, nhờ sự động viên của mẹ cũng như thương con trai Sonic, Kim Hiền đã gạt mọi đau đớn để đứng lên làm lại tất cả. Cô quyết định chia tay đi chay phong, một mình nuôi con và chăm chỉ hoạt động nghệ thuật để vơi đi nỗi buồn. Năm 2014, Kim Hiền quyết định lên xe hoa lần hai với danh nhân Andy Lê, một Việt kiều Mỹ. Hai người quen nhau khi Kim Hiền tham gia quay quảng cáo cho công ty của anh. Cả hai đã có 3 năm yêu nhau trước khi về chung một nhà. Suốt khoảng thời gian ấy, Kim Hiền không giấu nổi niềm hạnh phúc bên người mới. Cô cho hay Andy luôn đồng hành cùng cô trong công việc cũng như cuộc sống. Ngoài ra còn yêu thương, quan tâm và chăm sóc hết mình cho bé Sonic. Sau đám cưới, Kim Hiền sinh cho ông xã một cô con gái vô cùng xinh đẹp, dễ thương. Hiện tại, nữ diễn viên cùng chồng và các con sang Mỹ định cư. Từ những hình ảnh trên trang cá nhân của Kim Hiền, nhiều người mừng thay cho Út Ráng vì cô đang tận hưởng những tháng ngày ngập tràn hạnh phúc sau khi phải chịu đựng những vết thương do cuộc hôn nhân đầu tiên mang lại. Điều đáng nói sau tất cả, Kim Hiền và DJ Phong quyết định trở thành những người bạn để cùng chăm sóc cho con trai. Hình ảnh nam DJ có mặt ở sân bay để tiễn gia đình của vợ cũ lên đường sang Mỹ đã khiến cho rất nhiều khán giả ngưỡng mộ về cách cư xử văn minh của họ.